Xin chào mọi người, hiện tại Thái đang đứng đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là trước cổng ha, nhìn rất là đẹp. Rồi chúng ta vô một vòng tham quan bên trong coi xem có gì ha mọi người ơi. Đây cà phê của Phương Nam về sách nha mọi người. Nhìn giống đạo diễn Lê Hoàng mọi người ơi. Ông ngồi trong đó đó. Rất đông hả mọi người, đây ngày cuối tuần đó mọi người. Sự kiện ra mắt của Vinh Phạm nha mọi người, quá đông luôn ha, đa số là bạn trẻ nhiều. Trời ơi, chứ có ấm thấy gì đúng rồi, chứ có hỏi là gì. Đường sách này trưng bày cực kỳ đẹp luôn mọi người, nhìn rất là ấn tượng luôn ha. Đầy đủ hết. Đại học Hoa Sen. Cái gì đông quá mọi người. Đông nghẹt con ta hết. Rất đẹp ha. Đường sách này đẹp lắm mọi người.
Đây còn bên trong đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh nè mọi người, chúng ta tham quan vòng ha. Nhìn rất là đẹp. Đây cho chụp hình nè, chắc em chụp hình nè mọi người. Nó đầy đủ sách hết. Thì có người nước ngoài đã tham quan nữa nè. Thì sách nè mọi người ơi. Đây là nhà sách lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Đấy, chúng ta tiếp tục ha. Đấy, tới đây Thái xin nhiều video hoa, nhớ like, share, đăng ký kênh Thái ủng hộ Thái nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ạ.